Át hẳn là nhiều người trong số chúng ta thì chúng ta quan niệm rằng càng sạch sẽ càng tốt. Do đó nếu như vệ sinh sạch sẽ, tắm rửa càng kỹ là càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cái quan niệm này hoàn toàn là không chính xác. Đặc biệt đó là với 6 cái bộ phận trên cơ thể sau đây. Nếu như mà chúng ta vệ sinh quá sạch sẽ thì vi khuẩn càng dễ xâm nhập hơn và nó càng dễ gây bệnh cho chúng ta đấy ạ. Đầu tiên đó chính là cái tai của chúng ta này. Thì ai chúng ta cũng nghĩ là cái giấy tai là cái thứ bẩn thỉu. Nhưng sự thật đây chính là một cái chất bôi trơn để cho cái ống tai ngăn ngừa những cái vi khuẩn và những cái côn trùng nó xâm nhập từ bên ngoài vào bên trong. Do đó nếu như cái giấy tai được lấy ra mà quá sạch sẽ thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang tự loại bỏ đi một cái lớp bảo vệ và cái lớp mà giúp loại bỏ đi những cái côn trùng, những cái vi khuẩn nó xâm nhập vào bên trong ống tai của chúng ta. Từ đó thì nó rất dễ nhưng nó xâm nhập vào bên trong và từ đó gây ra viêm này, gây đau này, gây chảy mủ này, rồi gây ra các cái biến chứng khác. Hơn nữa là cái tai của chúng ta nó rất là kỳ diệu. Chúng ta còn có cái cơ chế đó là cơ chế tự làm sạch. Khi mà chúng ta nói chuyện hay đơn giản đó là chúng ta ngáp thôi thì cái giấy tai nó sẽ tự đào thải ra bên ngoài theo cái chuyển động của cái phần hàm. Thứ hai đó là cái mũi của chúng ta. Chúng ta rất hay có cái thói quen đó là mọi người ngoáy mũi để lấy đi cái rỉ mũi, làm sạch cho cái khoang mũi. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta ngoáy mũi quá thường xuyên thì nó tạo thành một cái thói quen không tốt. Nó cũng đồng nghĩa với việc đó là chúng ta đang làm tổn thương cái niêm mạc mũi của mình. Mọi người nên biết rằng cái khoang mũi của chúng ta nó cũng có cái khả năng tự làm sạch. Trong khi đó, chúng ta dùng cái ngón tay để chúng ta ngoáy vào bên trong mũi như vậy thì nó có thể khiến cho cái niêm mạc rồi những cái mao mạch nó bị tổn thương, gây nhiễm khuẩn. Trong một số những trường hợp còn gây ra biến dạng mũi rất là nguy hiểm. Thứ ba, đó là vùng rốn. Nhiều người chúng ta cho rằng là cần phải chăm sóc rốn thật là kỹ, thật là sạch sẽ và lấy đi tất cả những cái chất bẩn nó tích tụ lại ở những cái lớp gấp của rốn. Một số người còn có thói quen đó là chúng ta dùng cái móng tay móc hết những cái chất bẩn từ rốn ra. Tuy nhiên thì nghiên cứu của các cái nhà khoa học thì người ta cho biết những cái chất bẩn tồn tại ở những cái khe rãnh ở rốn ấy thì không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Những cái chất thải đó thì nó sẽ giúp cho cái lỗ rốn của chúng ta duy trì cái nhiệt độ bình thường. Và nếu như mà thiếu chúng thì cái nhiệt lượng nó sẽ bị phát tán nhanh hơn, nó gây tổn hại tới cái chức năng của dạ dày và ruột. Sau đó nếu mà rốn mà quá sạch sẽ thì nó sẽ gây thoát nhiệt nhanh, cái chức năng tiêu hóa của chúng ta có thể là bị suy giảm. Bên cạnh đó, nếu như mà chúng ta dùng lực để chúng ta ngoáy vào cái vùng rốn mà quá mạnh thì nó sẽ dễ làm tổn thương cái vùng da mỏng manh ở vùng rốn và nó dễ gây ra viêm nhiễm. Trong trường hợp mà trường hợp chúng ta ngoáy quá mạnh, thậm chí nó còn dễ là sinh ra viêm nhiễm, sinh ra mủ, tạo điều kiện cho những cái vi khuẩn xâm nhập vào các cái mạch máu quan trọng trong khoang bụng của chúng ta nữa. Thứ tư, đó là vùng mặt. Thì đây là một cái bộ phận thường được chúng ta quan tâm và vệ sinh nhiều nhất mỗi ngày, đặc biệt đó là đối với các chị em phụ nữ đúng không ạ? Nhiều người là chúng ta thường xuyên rửa mặt thật sạch, thậm chí là không ít các chị em chúng ta dùng cái khăn rửa mặt ướt, sau đó chúng ta lau rất là mạnh lên cái vùng da ở vùng mặt này. Nhưng chính cái việc mà chúng ta rửa quá kỹ như vậy, nó có thể làm cho cái da của các chị em là mất đi các cái loại dầu tự nhiên trên da, kích thích cái tuyến nhờn trên da của chúng ta, gây tiết ra nhiều dầu hơn và sinh ra mụn. Đặc biệt đó là trong những cái ngày mà thời tiết hanh khô của mùa thu, mùa đông ấy, cái việc mà chúng ta rửa mặt đồng nghĩa với việc đó là chúng ta vắt kiệt đi cái lượng nước trên da, khiến cho da của chúng ta trở lên khô căng và rất là khó chịu. Thứ năm, đó là vùng âm đạo. Vùng kín của các chị em phụ nữ thì nó có cái tác dụng là tự tẩy rửa riêng. Thông thường thì chỉ cần chúng ta vệ sinh bằng nước sạch là đủ rồi. Do đó vệ sinh mà quá sạch thì có thể làm rối loạn cái sự cân bằng của những cái vi sinh vật có lợi, khiến cho âm đạo của chúng ta dễ bị nhiễm trùng hơn. Đặc biệt đó chính là cái thói quen các chị em sử dụng các loại nước rửa vệ sinh mà nó không phù hợp. Thì cái dung dịch vệ sinh nó quá sạch nó sẽ khiến cho cái hệ vi sinh vật trong âm đạo của chúng ta nó bị mất đi cái sự cân bằng và nó gây ra viêm nhiễm, tăng cái nguy cơ chúng ta mắc các bệnh phụ khoa hơn. Và thứ sáu đó chính là răng. Cái việc mà chúng ta đánh răng thì đây là một cái thói quen sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của mỗi người. Tuy nhiên thì không phải ai trong chúng ta cũng đều biết cách chúng ta đánh răng đúng cách đâu ạ. Chúng ta cần biết rằng là cái men răng của chúng ta thì nó có cái nhiệm vụ là giúp bảo vệ răng khỏi sự bào mòn, cái nhiệt độ cao và hóa chất. Do đó, nếu như mà chúng ta đánh răng quá mạnh, quá lâu, quá nhiều lần trong ngày thì nó sẽ khiến cho cái răng của chúng ta càng ngày càng yếu hơn, nó nhạy cảm hơn và lâu ngày thì sẽ làm hỏng cái men răng đi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là chúng ta vệ sinh như thế nào là đúng cách? Thì thứ nhất, đối với cái tai này thì chúng ta chỉ nên dùng tăm bông hoặc là chúng ta dùng cái vải mềm để vệ sinh phía ngoài cái tai thôi. Nếu như mà có giấy tai quá cứng hoặc nằm sâu ở bên trong thì hãy đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để họ lấy giúp ra cho chúng ta. Thứ hai là đối với cái mũi.
thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dung dịch muối, hoặc là mọi người có thể mua những cái lọ xịt muối biển sâu ấy, chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta làm lỏng cái chất nhầy, giảm cái việc mà chúng ta chảy mũi xuống họng và sạch những cái vi khuẩn trong khoang mũi của chúng ta, cũng như là rửa đi những cái chất mà gây dị ứng mà mọi người chúng ta hít phải trong ngày. Và lưu ý là cái tần suất mà chúng ta rửa mũi thì mọi người chỉ nên duy trì khoảng tầm là 3 lần trong mỗi tuần là được. Thứ ba đó là đối với rốn. Thế thì để vệ sinh rốn đúng cách, chúng ta sẽ cần tới cái tăm bông. Chúng ta sẽ nhúng cái tăm bông vào bên trong cồn, rồi chúng ta xoa nhẹ vào bên trong rốn, lau cho tới khi mà sạch hết thì chúng ta sẽ dùng một cái miếng gạc mới ấy, để chúng ta thấm đi cái phần cồn đọng lại ở bên trong rốn. Thế là xong. Thứ tư, đối với mặt. Thì lưu ý ở đây đó là chúng ta nên chọn các loại sữa rửa mặt mà nó dịu nhẹ và nó phù hợp với từng loại da. Dùng sữa rửa mặt 1 cho tới 2 ngày chúng ta dùng một lần, còn tẩy tế bào chết thì 1 cho tới 2 lần trong một tháng thôi. Trong cái trường hợp mà chúng ta không dùng sữa rửa mặt thì chúng ta cũng có thể là rửa mặt bằng nước ấm thôi cũng được. Và khi có những cái vấn đề về da thì chúng ta lên tới các cái bệnh viện hoặc những cái phòng khám ở chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ là tư vấn và chữa trị một cách kịp thời. Thứ năm đó là đối với vùng âm đạo. Thì đây chính là một cái bộ phận mà vô cùng nhạy cảm. Do đó mọi người chúng ta nên dùng những cái nước thật sạch và chúng ta vệ sinh một cách nhẹ nhàng cái vùng âm đạo thôi. Chúng ta có thể là vệ sinh 2 lần một ngày hoặc là sau mỗi lần mà chúng ta đi vệ sinh. Đặc biệt lưu ý đó là tuyệt đối chúng ta không được vệ sinh quá mạnh hay là chúng ta thụt rửa âm đạo đâu nhé. Và thứ 6 đó là đối với răng. Thì thông thường là chúng ta chỉ cần đánh răng 2 lần một ngày là được rồi. Mỗi lần chúng ta đánh từ 2 cho tới 3 phút là đủ. Mọi người chúng ta nên chọn các loại bàn chải đánh răng mà nó có các cái sợi lông mềm. Khi đánh răng thì chúng ta nên di chuyển cái bàn chải nhẹ nhàng để tránh gây tổn hại tới cái men răng. Và lưu ý là với cái bàn chải đánh răng thì 3 tháng chúng ta cũng nên thay một lần nhé. Tóm lại thì sẽ có 6 cái bộ phận là các cô bác anh chị chúng ta sẽ không nên vệ sinh quá sạch sẽ đâu nhé. Đầu tiên đó là vùng tai, thứ hai đó là mũi, thứ ba đó là rốn, thứ tư đó là mặt, thứ năm đó là âm đạo, và thứ 6 đó là cái vùng răng của chúng ta. Hy vọng những cái thông tin trong video này hữu ích đối với các cô bác anh chị. Và nếu như mà chúng ta thấy hay thì hãy giúp Dì Sê Lan chia sẻ, lan tỏa cho nhiều người chúng ta cùng biết đến nhé. Chúc cho các cô bác anh chị là luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dì Sê Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dì Sê Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dì Sê Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.